Ông François Fillon vừa chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 27 vừa qua, chính thức trở thành đại diện của phe cánh hữu đứng ra tranh cử tổng thống Pháp. Chiến thắng áp đảo trước cựu thủ tướng Alain Juppé, ông François Fillon đã chính thức trở thành đại diện phe cánh hữu đứng ra tranh cử tổng thống Pháp. Cụ thể, trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 27 vừa qua, ông Fillon đã giành được hơn 67% phiếu bầu, bỏ xa đối thủ là ông Alain Juppé. Chiến thắng của ông Fillon đã được dự đoán trước từ vòng tranh luận trực tiếp được diễn ra trước đó. Ngay trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên, ông Fillon cũng đã dẫn trước các đối thủ của mình. Ông Fillon đã đề xuất nhiều cải cách về kinh tế và chính trị. Theo ông, những cải cách trên sẽ là cách duy nhất để thay đổi những vấn đề tồn đọng của nước Pháp. Những nguyện vọng của tôi đã được nước Pháp lắng nghe, và nước Pháp sẽ không phải chịu đựng thêm những thất bại nữa. Nước Pháp cần lẽ phải và cần sự hành động. Nhiệm vụ của tôi hiện tại là thuyết phục cả đất nước này rằng những cải cách mà tôi mang đến sẽ là cách duy nhất để khôi phục nước Pháp, để giải quyết các vấn đề về nghề nghiệp, để phát triển và để đánh bại những kẻ đã đe dọa chúng ta. Nhiệm vụ của tôi là đem sự tự tin trở lại cho công dân Pháp. Ông Fillon cam kết sẽ có những chính sách thay đổi mạnh mẽ nước Pháp để khôi phục nền kinh tế đang gặp nhiều bế tắc và giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp. Đồng thời, ông cũng có những quan điểm cứng rắn liên quan đến nhập cư và Hồi giáo. Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao với Nga nếu đắc cử tổng thống.